Địa Tạng Bồ Tát bổn Nguyện Giảng Giải Chủ giảng Lão Pháp Sư Tịnh Không Giảng tại Tịnh Tông Học Hội Singapore Thời gian tháng 5 năm 1998 Tập 84 Tập 84 nguyện là tùy duyên cầu là phan duyên tôi xin nêu ra thí dụ để nói mọi người sẽ dễ dàng hiểu chúng ta mong cầu có một ngôi niệm phật đường tốt thì cái mong cầu này là nguyện Tôi mong cầu lúc nào vậy? Các bạn thử xem tôi viết trong bản bút ký Vào năm 1961 Là lúc tôi cầu Đây là cầu nguyện Tôi không phan duyên Không đi khắp nơi nói với mọi người Để hóa duyên Để xây dựng không có Hơn 30 năm nay Cứ thuận theo tự nhiên Đến nơi đây Chỉ nói qua là Họ thật sự làm được Đây gọi là tùy duyên Cư sĩ Lý Mộc Nguyên và đồng tu bên đây Họ làm thật Làm hết lòng Chẳng qua chúng tôi chỉ khởi cái vọng tưởng mà thôi đã khởi vọng tưởng hơn 30 năm Chứ hoàn toàn không có mong cầu Trong đời này tôi sẽ thật sự Xoay cái đạo tràng này Không có cái ý nghĩ này Không có ý này Họ nghe tôi nói như vậy Liền cố gắng làm là việc tốt Tôi liền thuận nước đẩy thuyền Từ chỗ này các vị sẽ nhận ra nguyện khác với cầu Thuận theo tự nhiên mà thành tựu Chứ không có mảy may miễn cưỡng Bạn liền tự tại ngay Nếu như cầu mỗi ngày Hy vọng có thể nhanh chóng thành công Thì chẳng phải mệt chết rồi sao Rất khổ hay sao Cái gánh này của bạn nặng cỡ nào có nguyện không có mong cầu Thì không có mảy may gánh nặng nào Chúng sanh có phước Thì chư Phật thiện thần ủng hộ Tự nhiên sẽ xuất hiện thôi Chúng sanh không có phước báo Chúng ta miễn cưỡng thế nào đi nữa Cũng làm không thành công Nhà Phật thường nói Ở trong cửa Phật có cầu ác có ứng Chữ cầu đó là nguyện Nguyện là tùy duyên Chứ không phải loại mong cầu đó của thế gian Kiểu cầu đó là phan duyên Phan duyên mặc dù thành tựu Nhưng phiền phức rất nhiều Nó không phải tự nhiên mà thành Nó thành tựu rất miễn cưỡng Hậu quả gì sao nhất định là bất như ý Không lý tưởng Từ xưa đến nay có rất nhiều bậc đại đức. Trong hành nghi các ngài thể hiện độ hóa chúng sanh. Chúng ta có thể nhìn thấy không có gương ép trong đời tôi tôi chưa từng có ý nghĩ đi xây đạo trà không có thì sao vậy thấy phước của mình rất mỏng trong đời xưa nay chưa hề mở miệng đi hóa duyên người ta bao giờ đây là thiên tánh của tôi chìa tay xin tiền người ta thì tôi cảm thấy rất là ái ngại Làm cho bản thân tôi tôi còn không chịu Thì làm sao làm cho người khác Làm gì có đạo lý này Cho nên chỉ có nói qua ở trên bục giảng mà thôi Tôi người nói thì vô tâm Nhưng người nghe thì hữu ý Họ thật là Làm thật thì tốt Các bạn cứ làm tôi cũng không phản đối Không ngăn cản Thư viện Hoa Tạng Cánh Mỹ Đại Bắc Là được thành tựu như vậy Sự thành tựu của thư viện đó Rất nhiều người không biết Là do thính chúng nổi giận mà nên Có một năm tại Pháp hội Nhân Dương Lúc đó hội Pháp Thí Hoa Tạc Do hàng quán trưởng dẫn động Lúc đó còn có Lão Pháp Sư Đạo An Chúng tôi thuê đạo tràng Hội Phật Giáo Đài Bắc Trung Quốc Mượn đạo tràng này để giảng kinh nhân dương 20 ngày Những vị Pháp Sư Đại Đức trong hội Phật giáo này Đã làm khó chúng tôi Họ nghĩ đủ mọi cách Để ngăn cản chúng tôi giảng kinh viên mãn bởi vì giảng kinh này là cầu phước cho quốc gia chúng tôi phải kiên quyết nhất định phải giảng viên mãn họ làm thật là không vui nhưng chúng tôi vẫn cố gắng giảng kinh cho xong sau khi giảng xong hội phật giáo liền nói đạo tràng của họ dính diễn không cho bất kỳ người nào thuê để giảng kinh thính chúng của chúng tôi nghe thấy sự việc này mới nổi giận anh không cho mượn thì tự chúng tôi xây đạo tràng vậy Mọi người mới hùng tiền mua thư viện cảnh Mỹ Tôi không có bảo họ mua Tự mọi người họ phát tâm Cho nên thư viện cảnh Mỹ là do tính chúng nổi giận mà có Cũng tốt Dành cho chúng tôi ở bên ấy giảng kinh hơn 20 năm Đã đặt cơ sở hoàng pháp cho chúng tôi. Tự nhiên tùy duyên mà thành tựu. Đạo tràng thứ hai ở Đài Loan là hội cơ kim giáo dục Phật Đà. Không phải tôi tìm họ mà họ tìm tôi. Đó là tài sản của cư sĩ giảng Phong Văn. Ông xây cao ốc này, phát tâm muốn tặng cho tôi một tầng làm giảng đường tôi cũng không quen biết ông bình thường cũng không có qua lại đột nhiên ông đến muốn tặng cho tôi một tầng lầu cái tầng lầu đó không phải ít tiền ông nói như vậy tôi thấy rất hoài nghi nghĩ là nghe cho vui thôi anh tặng cũng tốt không tặng cũng tốt hoàn toàn không có để tâm ông biết tôi không có niềm tin đối với ông qua hai tuần sau Ông đã viết một lá thư gửi đến cho tôi Biểu thị ông có thành tâm thành ý Mà cúng dương đạo tràng này Lá thư đó không có hiệu quả trên pháp luật Chỉ là biểu đạt thành ý của ông mà thôi Chúng tôi cũng rất là quan hỷ tiếp nhận Tốt, khen ngợi mấy câu Thôi, đi đi Sau đó tôi đến nước Mỹ để hòa pháp và để lấy được thẻ xanh ở Mỹ. Cho nên dường như sống ở Mỹ khoảng 10 tháng. Thời gian ở Mỹ lần đó là dài nhất. Sau khi trở về, cao ốc này của ông xây xong rồi. Ông ra sân bay để tiếp đón tôi. Và đem giấy quyền sở hữu giao cho tôi. Đây là thật, không phải là giả. Đây mới được xem là thật tôi liền hỏi ông tôi hỏi ông nguyên hiến tặng rồi sau này có muốn lấy lại không ông nói không cần nhất định sẽ không lấy lại tôi nói tốt không lấy lại thì tôi sẽ làm một cái công chứng cho ông chúng ta ra tòa án công chứng ông nói tôi không cần nơi đó liền thành lập hội cơ kim giáo dục phật đà đây là tài sản của hội cơ kim đến ngày nào hội cơ kim giải tán không làm nữa thì tài sản này thuộc về quốc gia chứ không thuộc về bất kỳ người nào ông đồng ý chúng tôi liền làm như vậy anh tặng cho tôi tôi không lấy bạn xem đạo tràng này tự nhiên thành tựu tôi không có yêu cầu ông ấy đạo tràng ở dallas mỹ của chúng ta nơi đó tôi không thích quán trưởng cũng không thích mà họ cứ xây ở bên đó là do phật bồ tát xây dựng mọi người mang tiền đến tặng đạo tràng xây xong thì tiền cũng hết đến Không có ra ngoài hóa duyên, không có xin tiền người khác. Thành tựu một cách rất tự nhiên. Cho nên đời này chúng tôi sống rất tự tại. Sống rất hạnh phúc. Không có một chút áp lực nào. Chúng tôi tuyệt đối không tự gây phiền phức cho mình tuyệt đối không khiến cho mình sống trong đau khổ cầu người khác rất khổ dò xét vẻ mặt người ta rất là khó coi ở nước ngoài mượn tiền ngân hàng bạn nói xem gánh nặng đó nặng cỡ nào tôi thì không được nếu tôi có mắc nợ thì tối không thể ngủ được rồi có một số người rất có bản lĩnh họ nợ đầy mình mà tối vẫn ngủ ngon tôi rất là khâm phục họ tôi tuyệt đối không làm chuyện nợ nần tuyệt đối không thể làm cái việc đi cầu người khác chúng tôi sống trong lành khổ cực đi nữa nhưng thân tâm yên ổn tự tại an vui không có mảy may gánh nặng nào cả như vậy bạn mới có thể tự nhiên mà lìa khỏi biển khổ Tu hành cũng lại như thế Thật thà niệm Phật là được rồi Phát nguyện cầu sanh Tây phương cực lạc thế giới Đừng nên sốt ruột Đừng nên trông ngóng mỗi ngày Sao a di đà Phật vẫn chưa đến Tôi vẫn chưa có nhìn thấy Nếu bạn có tâm như vậy Vậy là có cầu Là tâm phan duyên E à rằng sẽ không thể đến được thế giới Tây phương cực lạc Vì sao vậy Lúc bạn niệm Phật bị sen tạp Sen tạp cái vọng tưởng này Chỉ cần một câu Phật hiệu niệm đến cùng Nguyện sanh Tây Phương Đi ngày nào cũng được Khi nào Phật đến cũng được Không nên phan duyên Tùy duyên mới tốt Nếu vẫn chưa đi Thân thể này vẫn còn ở thế gian Thì hết lòng hết dạ Giới thiệu tiến cử pháp môn này Cho tất cả đại chúng Đem lợi ích công đức cây hay của pháp môn này Giảng giải rõ ràng với mọi người Vậy là rất tốt Cứ như vậy mà Yên tâm đợi Đức a di Đà Phật đến tiếp dẫn bạn Không có chút khẩn trương nào Vậy là tốt Chú giải dưới đây chúng ta xem tiếp Thì cố hành giả ưng đương chí tâm Nhược chí tâm giả sở cầu tất hoạch Xuất khổ chứng lạc Mấy câu nói này rất hay Hành giả chính là người y giáo tu hành. Bạn cần phải tu như thế nào? Cần phải dùng chân tâm. Chí tâm chính là chân tâm. Bạn cần phải dùng chân tâm để tu. Nếu sang tạp vọng tưởng thì không phải là chân tâm. Không được phép sang tạp vọng tưởng. Chỉ cần là chân tâm tu học. Thì nhất định có cảm ứng Sở cầu tất hoạch Cầu ở đây là nguyện Nguyện của bạn nhất định sẽ được mãn nguyện Xuất khổ chính là Không những thoát khỏi lục đạo Còn phải thoát khỏi thập pháp giới giảng sanh bất thoái thành phật sanh về thế giới tây phương cực lạ đều làm bồ tát a duy việt trí loại lợi ích công đức thù thắng này thật sự là hiếm có Mấy câu sau cùng này Thử chánh giáo chủ thiên cung phó chúc chi tâm Giáo chủ chính là Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật Thiên cung bộ kinh này là giảng tại cung trời đau lợi Đem sự nghiệp độ hóa chúng sanh Sau khi Thế Tôn diệt độ mà giao phó cho Bồ Tát Địa Tạng Việc Địa Tạng ưu đồ Hóa nhân chi niệm Thiết tại chuyên hành Nhân quả bất sản như mau phát giả Ở đây một bên Là người phó thác Một bên là người tiếp nhận lời phó thác Bồ Tát Địa Tạng tiếp nhận sự phó thác Của Thích Ca Mâu Ni Phật Ngài vô cùng từ bi Phát nguyện làm giáo chủ cõi U Minh u minh mọi người thường hay nhìn thấy hai chữ này liền nghĩ đến là ngạ quỷ địa ngục thật ra ý nghĩa của hai chữ này rất rộng u minh là vô minh vô minh chưa phá thì đều ở trong u minh cả nhìn từ ý nghĩa này thì thập pháp giới cũng là u minh phật bồ tát ở trong thập pháp giới chưa có phá u minh chưa có thấy pháp thân cho nên phạm vi của hai chữ u minh này rất rộng Bồ Tát địa tạng phải gánh giác sứ mệnh Độ hóa chúng sanh của Thế Tôn Ở trong thập pháp giới Vĩ <laughs> thị chi cố đắc đại ủng hộ Hai câu này tổng kết Bởi vì nguyên nhân này Cho nên bạn được chư thiên thiên dương thiên thần ủng hộ phẩm này dẫn đến đây là xong rồi Dưới đây phẩm này là Phẩm thứ 12 Thấy nghe được lợi ích Trong phần lưu thông Thì đây là kiến văn lợi ích lưu thông Hàng thứ nhất Trang 46 Của chú giải có một cách giới thiệu đơn giản giới thiệu về chương này vị kiến địa tạng chi tượng văn địa tạng chi danh vô bớt hoạch đại lợi ích liệt đồng quán âm văn danh kiến thân tâm niệm giả giai năng diệt khổ ý nghĩa ở trong đây rất sâu nhìn thấy hình tượng bồ tát nghe thấy danh hiệu bồ tát có thật sự có thể diệt khổ hay không là thật nhưng mà không phải hiện tại mà là ở tương lai Hiện nay gieo là nhân Như câu nói Vừa qua căng tay vĩnh viễn trở thành hạt giống đạo Mắt bạn thấy tướng Đó là vừa qua căng mắt vĩnh viễn trở thành hạt giống đạo Cho nên lợi ích này Không thể nghĩ bạc Lợi ích này đến khi nào đạt được vậy? Phải xem đến khi nào tâm hạnh của bạn Tương ưng với Bồ Tát Thì lợi ích này Mới có thể hiện tiền Tuy là thấy hình tượng nghe danh hiệu Nhưng tâm của bạn Hành vi của bạn không tương ưng với Bồ Tát Thì lợi ích này hiện nay không thể hiện tiền Đạo lý là ở chỗ này dưới đây nói kiến thân trí lễ tức thân nghiệp cơ nhìn thấy thân tướng bồ tát bạn liền biết lễ kính đây là thuộc về thân nghiệp nghe danh hiệu bạn cũng biết xưng niệm Bạn biết niệm Nam Mô Địa Tạng Dương Bồ Tát Đây là khẩu nghiệp Bạn có thể thân lễ bái Khẩu xưng danh Đây là ý nghiệp Cơ cảm ký thành Minh hiển tự ứng Dưới đây là nêu ra thí dụ để nói Cảm ứng đạo giao Có cảm ứng âm thầm Và rõ rệt Thông thường chúng ta nói lợi ích công đức Không thể hiện tiền Đó là cảm ứng âm thầm Lợi ích công đức hiện tiền Đó là cảm ứng rõ rệt Cảm ứng rõ rệt là bạn lễ kính xưng danh hiệu tâm hạnh của bạn tương ưng với bồ tát hay nói cách khác là tương ưng với lý luận phương pháp cảnh giới trong kinh điển đã nói thì sự cảm ứng này rất rõ rệt là cảm ứng rõ ràng nếu như tuy chúng ta cũng lễ kính cũng xưng danh hiệu cũng đọc kinh nhưng tư tưởng hành vi của chúng ta không tương ưng với trên kinh nói những gì trên kinh nói chúng ta thấy đều chưa làm được thì cảm ứng của phật bồ tát là cảm ứng âm thầm không rõ rệt cũng chính là nói bạn hiện tiền vẫn thọ khổ như cũ vẫn gặp nạn như thường thậm chí là vẫn phải đọa lạc như thường vẫn rơi vào lục đạo luân hồi như cũ bạn không thể nói là không có cảm ứng là cảm ứng âm thầm sức cảm ứng đó rất yếu nhưng chắc chắn là có cảm ứng sống không mạnh rất là yếu sống tập khí viên não của bạn rất mạnh cho nên không thể hiện tiền được sự phù hộ giá trị của phật bồ tát nếu như bạn thật sự có thể y giáo phụng hành bạn làm được rồi thì lực cảm của bạn sẽ rất mạnh lực ứng của phật bồ tát cũng mạnh có thể chuyển nghiệp ngay hiện tại đây là vô cùng rõ rệt đạo lý này chúng ta phải biết Nó giúp ích rất lớn Cho việc tu học của chúng ta Phẩm thứ 12 Thấy nghe được lợi ích Đoạn này Pháp Sư Thánh Nhất ở núi Đại Dự Xưng phẩm kinh này là Tăng Bảo ngài quy kết phần sau bản kinh vào tam bảo đây là điểm mà đại đức xưa chưa từng nói pháp sư thánh nhất lần đầu tiên giảng bộ kinh này ở núi cũ hoa đoạn cuối ngài quy kết về tam bảo giảng hay vô cùng Tôi rất khen ngợi về Ngài Quy về Tam Bảo Đó mới là lợi ích chân thật Bộ kinh này Phối hợp trước sau rất hay Vừa mở đầu kinh văn Phật phóng ra dần mây đại quang minh Lúc sắp kết thúc kinh Bạn xem ở chỗ này Lại phóng ra tia sáng lớn Chúng tôi đọc qua rất nhiều kinh điển đại thừa và nhìn thấy ở trong kinh phật nói phóng quan phần lớn là chỉ một lần loại kinh nói đến hai lần ba lần hoặc rất nhiều lần như vậy không nhiều phật ở trong hội này trước sau đều phóng quan mời xem kinh văn Nhĩ thời thế tôn Tùng đảnh môn thượng Phóng bách thiên dạng ức đại hào tướng quan ừ. Nhĩ thời Là lúc Thế Tôn giảng xong người y giáo tu hành này được kiên lao địa thần vua trời dục giới vua trời sắc giới thiên thần ủng hộ và đã nói ra lý do ủng hộ người này sau khi nói xong Thì từ trên đảnh môn Của Thích Ca Mâu Ni Phật Phóng Quang Trong chú giải cũng nói rất hay Chúng ta hãy đọc qua chú giải một lần Tự nhĩ thời Chí cáo chư đại chúng Giai kinh gia sở thuộc chi văn Kinh gia là người kết tập kinh tạng các ngài thuộc kể lại chuyện này Bởi vì đây không phải là Thích Ca Mâu Ni Phật nói Đây là ghi lại tình hình lúc đó Kháp ư Địa thần hộ pháp phẩm Hậu phóng quan giả Vì chứng tiền khởi hậu Lịnh chư chúng sanh Đổ tướng ngộ tâm các cá tự tri nhất đoạn bất tư nghị Bổn hữu chi thường quan giả Đây là nói rõ dụng ý phóng quan của Đức Thế Tôn Chứng tiền khởi hậu Phần trước Ở phẩm hội tập Phẩm tựa tại cung trời đau lợi Đức Phật Phóng ra Dần mây sáng rỡ lớn Trước sau hô ứng Dụng ý ở chỗ này mọi người nghe kinh hầu như là nghe gần viên mãn rồi khiến cho đại chúng nhìn thấy tướng lành này có thể khai ngộ ngộ điều gì những gì mà thế tôn nói từ đầu đến cuối đều là nói tự tánh của chúng ta Đúng như câu nói Ngoài tâm không Pháp Ngoài Pháp không tâm Nhưng những gì trong bản kinh nói Đều là nói tình trạng Ở trong lục đạo tam độ Lục đạo tam đồ từ đâu mà có vậy Là do tự tánh biến hiện ra không có lìa khỏi tự tánh điểm này chúng ta phải chiêm nghiệm cho thật kỹ đảnh môn là đỉnh đầu Phóng quang từ đỉnh đầu Chứng tỏ đây không phải là ánh sáng thông thường Mà là phóng ánh sáng hiện tướng lành Đỉnh môn phóng quang Trong chú giải cũng có nói rõ Là biểu thị cho nhất thiết chủng trí điều này có cùng ý nghĩa với phóng quan hiện tướng lành ở trên hội lăng nghiêm của đức thế tôn trong chú giải hướng dẫn chúng ta để cho chúng ta nhận ra cái ý nghĩa của tướng lành này Do thử địa tạng Diệu tượng gia danh Chim lễ xưng niệm Nhi tiếng ư cực quả giả Khiến chúng ta ngộ nhập Cái ý nghĩa này Bốn vị Bồ Tát lớn Ở Trung Quốc Là đại biểu cho cấp bậc tu học Bắt đầu học từ đâu chị? Bắt đầu học từ địa tạng Nếu như dùng cách nói hiện nay để nói Thì địa tạng là đại biểu cho việc xây dựng tâm lý Nếu như không phải là tâm tốt không phải là thiện tâm Vậy thì không biết sẽ tu học từ đâu rồi Địa là tâm địa Tạng là kho báo Kho báo là tỷ dụ cho trí huệ đức năng Ở trong chân tâm của chúng ta Hàm chứa vô lượng trí huệ Vô lượng đức năng Đó gọi là địa tạng bạn phải nhận ra được phải mở ra được trí huệ đức năng trong tự tánh dùng phương pháp gì để mở ra vậy hiếu kính cho nên kinh này là kinh hiếu trong cửa phật làm sao thực hiện hiếu kính đây Gần đây chúng tôi giảng kinh thường hay nhắc đến Phải xem tất cả chúng sanh hữu tình Là cha mẹ trong quá khứ Là chư Phật dĩ lai Của chính mình Bạn phải thực hiện hiếu kính Đến mức như vậy Toàn bộ tất cả chúng sanh Chính là cha mẹ của mình chính là chư phật vị lai đối với cha mẹ của mình bạn biết tận hiếu xem là chư phật vị lai thì bạn đang tu sư đây là sự thực hiện hiếu kính tôi đã từng nói qua rất nhiều lần rồi xem họ như là thì vẫn là cách một lớp mà họ thật sự là cha mẹ quá khứ chư phật dĩ lai của mình không được xem họ như là như là thì xa rồi phải thật sự là cho nên tôi khuyến khích những vị hộ pháp trong niệm phật đường tất cả những người hộ pháp niệm phật đường này xem mỗi người niệm phật là cha mẹ là chư phật như lai của mình bạn dùng tâm thái như vậy để mà phục vụ thôn di đà để chăm sóc niệm phật đường bạn mới cảm động được tất cả chư phật hộ niệm trên kinh nói vua các cõi trời và thiên thần đến ủng hộ là đạo lý gì do tâm chân thành cảm ứng Điều này khác với viên dưỡng lão gì hưu thông thường Ngày nay trong xã hội này Con cái bạn chưa chắc có thể hiếu thảo với bạn Chưa chắc có thể tôn kính bạn Bạn tham gia vào thôn Di Đà Niệm Phật đường cư sĩ lâm ở Singapore Thì mỗi người đều xem bạn như là cha mẹ Xem bạn như là chư Phật như Lai vậy Tại vì sao đạo tràng này lấy hưng dưỡng như vậy? Các bạn ở nơi đây niệm Phật mấy ngày Bạn sẽ cảm nhận được bầu không khí ở nơi đây Khác so với tất cả đạo tràng ở nơi khác Do tâm người khác nhau Tâm trạng họ đối xử với các bạn khác nhau Đây là điểm mà ở các đạo tràng khác không có tại vì sao người trong đạo tràng này có thể làm được vậy vì hằng ngày nghe kinh hằng ngày nghe pháp chúng tôi giảng giải mỗi ngày khuyến cáo mỗi ngày dần dần họ giác ngộ sáng tỏ chuyển đổi ý nghĩ trở lại chúng tôi dùng tâm hiếu thảo dùng tâm cung kính để mà đối xử tất cả chúng sanh không chỉ là trong niệm phật đường mà đối với mọi người mọi sự mọi vật chúng tôi đều dùng tâm hiếu thảo tâm cung kính để đối xử tâm chuyển đổi rồi tư tưởng chuyển đổi rồi kiến giải chuyển đổi rồi đây chính là chuyển phàm thành thánh cho nên xây đạo tràng không khó hiện nay mọi người đều có tiền của và sức lực này khó ở chỗ là tìm ở đâu ra số con cháu hiếu hiền như vậy bạn đi tìm ở đâu ra con hiếu cháu hiền là ai là chư phật như lai pháp thân đại sĩ các ngài chân thật mới là con hiếu cháu hiền người như vậy không dễ gì tìm được Có những người này hộ niệm Có những người này ủng hộ Ủng hộ tức là hộ pháp Thì đạo tràng này mới thù thắng Đạo tràng này mới có thể thành tựu cho người Trong một đời giảng sanh bất thoái thành Phật Cho nên đạo tràng này hy hữu là ở chỗ này khó gặp cũng là ở chỗ này có đạo tràng mà không có người đến thâm nhập giảng giải nói rõ tương tận thì không được rồi không thể tương ưng cái công tác này phải dựa vào những vị đồng học Xuất gia phát tâm học giáo này của các bạn Các bạn phải phát tâm gánh giác sứ mệnh này Tất cả đại chúng ở đây làm thế nào tương ưng với kinh giáo Làm sao tương ưng với chư Phật Như Lai Phải dựa vào Các bạn phải nghiêm túc Nỗ lực giảng giải Khuyến hóa Mời xem đoạn kinh văn này dưới đây Sở vị Bạch Hào Tướng Quang Đại Bạch Hào Tướng quan Thủy Hào Tướng quan Đại Thủy Hào Tướng Quang ngọc hào tướng quan đại ngọc hào tướng quan tử hào tướng quan đại tử hào tướng quan thanh hào tướng quan đại thanh hào tướng quan bích hào tướng quan đại bích hào tướng quan hồng hào tướng quan đại hồng hào tướng quan lục hào tướng quan đại lục hào tướng quan kim hào tướng quan đại kim hào tướng quan khánh vân hào tướng quan đại khánh vân hào tướng quan thiên luân hào quan đại thiên luân hào quan Bảo Luân Hào Quang, Đại Bảo Luân Hào Quang. Nhật Luân Hào Quang, Đại Nhật Luân Hào Quang, Nguyệt Luân Hào Quang, Đại Nguyệt Luân Hào Quang, Cung Điện Hào Quang, Đại Cung Điện Hào Quang, Hải Dân Hào Quang, Đại Hải Dân Hào Quang. Đây là tổng cộng 16 câu. 32 loại Hào Quang. Đoạn này Ở trong chú giải Nó rất tỉ mỉ Trên đảnh môn Tỏa ra Hào quang Hào là chỉ cái gì vậy? Bạch hào Trên đỉnh đầu Giữa hai chân mày của Phật có hai sợi lông trắng. Lông trắng là một trong 32 tướng tốt. Chúng ta thường hay niệm bài kệ tán Phật Bạch Hào Uyển chuyển ngũ tu di. Báo thân của Phật rất lớn Hai sợi lông này của Ngài Xoắn lại với nhau Giống như Hạt châu ở giữa lông mài vậy Thực ra nó không phải là hạt châu Mà do hai sợi lông trắng quấn vào nhau Đức Phật thường hay phóng quang Từ sợi lông trắng này Trong chú giải nói Hào tướng thị nhất Tức dụng chi thể Quan sát bất đồng Tức thể chi dụng Điều này chứng tỏ 16 câu Là một sự việc Một tức là nhiều Nhiều tức là một Trong Kinh Hoa Nghiêm nói pháp giới lý sự vô ngại sự sự vô ngại 32 câu trong chú giải cũng phân thành 32 câu để nói 32 tức là một. Hào tướng quang. Nhiều tức là một. Trong hào quang có đủ thứ. Những màu sắc khác nhau, một tức là nhiều. nói một là nói thể nói nhiều là nói tác dụng tuy thể là một nhưng tác dụng khác nhau ở chỗ này pháp sư thanh liên chú giải ngài trích dẫn pháp hoa văn cú dùng năm màu để dụ cho năm đường thanh sắc Thí như địa ngục nhân quả Hoàng sắc Tỷ dụ ngạ quỷ nhân quả Xích sắc Biểu xuất sanh nhân quả Bạch sắc biểu nhân thiên nhân quả Ở trong đây chia ra thành màu lớn và màu nhỏ Màu nhỏ Đây là vụ cho Nhị thừa màu lớn đây là dụ cho Bồ Tát. Phần sau còn có màu ngắn là tỷ dụ cho Bồ Tát biệt giáo. Màu dài là tỷ dụ cho nhân quả của Phật. Nhân quả của Phật chính là Bồ Tát của viên giáo. Chư văn khai hiệp tùy ý. sự giảng giải kinh văn Có thể hiểu theo ý Không có cách nói nhất định Là hoàn toàn giống như ý nghĩa của Pháp tượng trưng trong Kinh Hoa Nghiêm vậy Người nhân từ sẽ thấy nhân từ bậc trí sẽ thấy trí Theo cái thấy của bản thân bạn Bạn thấy sâu Thì bạn hiểu sẽ sâu Bạn thấy rộng Thì bạn nói cũng sẽ rộng Thì nhưng sâu hay rộng Vẫn phải khế cơ Bởi vì giảng kinh thuyết pháp Ở trên bục giảng là không phải tự thọ dụng Mà là vì lợi tha Nên nhất định phải quan sát căn cơ của thính chúng Họ có thể tiếp nhận được bao nhiêu Thì bạn giảng bấy nhiêu Nếu như chỉ giảng nói theo cảnh giới Của riêng chính mình Thì thính chúng chưa chắc có thể tiếp nhận được rồi Họ không thể tiếp nhận được Đây chính là thuyết pháp không khế cơ Khế cơ khế lý Như vậy mới là Như lai thuyết Bồ Tát thuyết Chúng ta cần phải học tập Phật ở trên Đại Kinh Nói cho chúng ta biết Khế lý mà không khế cơ Thì đây không phải là Phật thuyết Đối với loại hiện tượng này Phật dạy rất hay Đó là nói chuyện phím Là nói lời thừa Khế lý không khế cơ không thể nói bạn sai nhưng thính chúng nghe không hiểu không lĩnh hội được không có chút lợi ích nào nói chuyện phím nếu dùng lời hơi khó nghe thì đó là lời vô ích nếu như khế cơ mà không khế lý phật gọi đó là ma nói điểm đáng quý của phật bồ tát khi thuyết pháp là khế cơ khế lý khế lý là tương ưng với tánh đức khế cơ là thích hợp với trình độ của thính chúng đây là điểm chúng ta cần phải chú ý đến ý nghĩa pháp tượng trưng này của tông thiên thai sau cùng có hai câu nói rất hay Thử do Pháp Hoa Củ giới đồng quy Tam thừa hàm hội Hai câu nói này nói rất hay Củ giới là chỉ chính Pháp giới Tam thừa là nói Bồ Tát Thanh Văn Duyên Giác cũng có người gọi là ngũ thừa ngũ thừa lại thêm vào nhân và thiên nữa giống như trong tịnh độ nói ngũ thừa khế nhập báo độ là cảnh giới vô cùng không thể nghĩ bạc dưới đây đây là tướng thứ nhất bạch hào tướng quan thứ nhất là nói màu trắng màu trắng là màu căn bản cách nói này là nói thuận theo chúng sanh chúng sanh đều cho rằng màu trắng là màu căn bản phật là hằng thuận chúng sanh tùy hỷ công đức Nên cũng nói màu trắng là màu căn bản Vì sao vậy? Chỉ có màu trắng Nó mới có thể tiếp nhận tất cả các màu sắc khác Một tờ giấy trắng Nếu bạn vẽ lên đó Bạn sẽ vẽ rất thoải mái Thích vẽ cái gì thì vẽ cái đó Nếu như đưa cho bạn giấy màu để vẽ tranh bạn sẽ cảm thấy rất khó khăn giấy màu đỏ thì không thể tiếp nhận màu đỏ nhất định phải là màu khác với nó thì mới có thể hiện màu lên được giấy màu xanh thì không thể tiếp nhận màu xanh chỉ có giấy màu trắng mới có thể tiếp nhận bất kỳ màu sắc nào Cho nên dùng nó để biểu thị cho màu căn bản Bạch hào của Đức Phật Hiện giữa hai chân mày Chỗ này Nó có ý nghĩa tượng trưng của nó Ở hàng thứ sáu Của chú giải Ở chú giải hàng thứ sáu Đại Luận Vân Đại luận là chỉ đại trí độ luận Trong đại trí độ luận có cách nói như thế này Bạch hào mi giảng trĩ Bạch quan dụ lưu ly Câu thứ nhất nói vị trí của bạch hào Là ngay giữa hai chân mày Lúc nó phóng quang Còn hơn cả lưu ly Ý nghĩa dưới đây Là rất quan trọng Tại nhân hành bố thí thời Thích khả tiền nhân ý Khởi tự tại nghiệp nhân duyên Mấy câu nói này vô cùng quan trọng Trong Tướng tốt Của Như Lai Tướng Bạch Hào là do đâu mà có Do tu bố thí Bố thí cái gì Là cái rất thích hợp Với ý người nhận bố thí hay nói cách khác vật bố thí của bạn đúng là cái mà họ cần loại nhân hành này có thể cảm được quả báo mạch hào khởi tự tại nghiệp nhân duyên câu nói này rất hay Phật được đại tự tại tại vì sao chúng ta ngày nay không được tự tại gì chúng ta cũng tu bố thí kết quả bố thí như thế nào chưa chắc đúng như ý người nhận hoặc giả là bạn tu bố thí bạn phát tâm rất là gượng gạo trong khi phát tâm có nghi ngờ thí dụ như cứu giúp tai nạn chúng ta nhìn thấy những tai nạn này ở đại lục cái lần lũ lụt chưa từng thấy này rất nhiều người muốn bố thí bố thí thì lại hoài nghi số tiền bố thí này của tôi có đến được tay người dân gặp tai nạn hay không có bị người trung gian cắt xén bớt hay không nghi ngờ đủ thứ không dám bố thí muốn bố thí thì lại không dám bố thí thì làm sao bạn có thể tự tại được chứ loại tình trạng như vậy quá nhiều quá nhiều Biết được đây là việc tốt Vừa muốn làm Lại không dám làm Lúc tu bố thí Suy nghĩ quá nhiều Đắn đo quá nhiều Nên bạn đưa quả báo sẽ không như ý Trên kinh Phật thường dạy là Bố thí tài được giàu có bạn kiếm tiền kiếm được không như ý Kiếm được rất vất vả Đó chính là khi bạn tu bố thí tài Không đúng như lý Bạn không sẵn lòng bố thí Bố thí rất vất vả Tương lai bạn được quả báo cũng rất là vất vả Cũng không tự tại Đạo lý nó là như vậy Hôm nay thời gian đã hết Chúng ta chỉ dặn đến đây thôi A-di-đà Phật Cẩn dịch ban biên dịch tình không pháp ngữ địa chỉ email vọng tây cư sĩ a móc gmail com người đọc hạnh quan nguyện đem công đức này hồi hướng đến hương linh nhà giáo cụ phan thế phả kính nguyện hương linh nương nhờ phật lực tội diệt phước sanh tóc xả mê đồ tảo trăm phật quốc nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm di đà đồng cầu sanh về nước cực lạc nguyện đem công đức này trang nghiêm phật tịnh độ trên đền bốn ơn nặng dưới cứu khổ ba đường nếu có ai thấy nghe đều phát tâm bồ đề hết một báo thân này đồng sanh về nước cực lạc nam mô a di đà phật Nam mô A Di